Dạ vâng, cửa hàng 50 cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 Xuân Bút Sau, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lên cho các bác một chiếc máy cửa Estin 170C này. Dòng sưu tầm các bác nhé. Rất chi là hiếm để có những dòng sản phẩm chất lượng như này. Rồi nói là khá là lâu rồi thì cửa hàng chúng em mới nhập được một cây mà đẹp xuất sắc như thế này thôi các bác ạ. Các bác nhìn qua bô biết nó này các bác nhá. Đó, chưa hề có vết han gì luôn, cực kỳ đẹp và chất lượng. Một hệ máy cưa hàng bãi Nhật các bác nhá. Estin 170C, con này là về sử dụng gia đình. Con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nhá. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, tem mác đầy đủ. Thắng xích sử dụng ok nguyên này các bác. Quá vip và chất lượng luôn các bác nhá. Này, sợi dây giật của nó này các bác. Còn trắng phau, dây giật nguyên zin của nó các bác nhá. Đấy. Máy móc quá đẹp và chất lượng luôn. Ốc, phần nắm giật của tay máy các bác nhá. Sáng căng xe beng luôn các bác. Làm xích nguyên zin nguyên bản. Con này là nòng 37 ly phù hợp với cho các bác sử dụng gia đình các bác nhá. Hai ốc làm bằng trực tiếp bằng khóa 19. Lam của nó mặt cắt được 35 cm đấy ạ. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Lam là lam bánh xe, cực kỳ đẹp, chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả. Đó, tổng thể cây máy đây, hàng sưu tầm cực kỳ chất lượng các bác nhá. Máy móc thì cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản rồi. Hàng chưa bung chạm máy móc các bác nhá. Quá vip luôn đúng không ạ? Có chụp giật trợ lực cho các bác về sử dụng ok luôn. Đó. Xin phép các bác để chúng em tháo cái phần nắp này ra để quay phần bên trong cho các bác xem qua nhé. Tổng thể nội thất của bên trong em nó. Dạ vâng, cửa hàng chúng em đã tháo ra rồi các bác nhá. Đây, cho các bác xem qua tổng thể nội thất của em nó. Xong các bác thấy có tình trạng có như thiếu thùng không ạ? Con này thì các bác đánh giá nó còn khoảng bao nhiêu phần trăm đấy các bác nhá. Tất cả nguyên zin này, cục điện nguyên zin nhá. Chưa hề có biểu hiện vặn ốc gì luôn. Đó, ốc kia quá đẹp. Nòng hơi nguyên zin. Bình xăng con nguyên zin này cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Hàng sưu tầm cực kỳ vip luôn. Các bác nào mà nhu cầu về sử dụng gia đình hoặc là sưu tầm cũng cực kỳ đẹp. Đó, phần lọc gió này. Các bác nhìn qua miếng lọc của nó này. Ôi. Đó, các bác nhìn qua quá chất lượng luôn các bác nhá. Cực kỳ vip. Buji nguyên zin. Con này nói chung là cực kỳ đẹp đấy ạ, rất là hiếm hàng. Đó, nghìn năm mới có được một chiếc máy đẹp như thế này thôi. Em nghĩ là cực kỳ khó luôn các bác nhá. Và giá con này cũng là sưu tầm luôn các bác nhá. Không phải là hệ một chiếc máy rẻ đâu ạ. Còn các bác nào mà muốn tham khảo giá thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em số điện thoại 0354392929. Nói chung là cửa hàng chúng em con này cũng khá là cao các bác nhá. Nên là các bác cân nhắc kỹ chứ không phải là máy đẹp mà giá nó rẻ đâu ạ. Tại vì cửa hàng chúng em nhập vào nó cũng quá là cao rồi. Tại vì dòng này nó là dòng bãi Nhật các bác nhá. Dòng bãi đấy ạ. Chứ không phải là hàng Việt Nam sử dụng đâu các bác nhá. Nên là các bác yên tâm về độ sử dụng của cây máy cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Quá vip luôn các bác nhá. Đây, bình xăng của nó là bên trong, nó là bình xăng trong này. Để cho các bác tiện căn xăng, căn đồ có thể dễ nhất. Bình xăng nhựa, quên, bình nhớt này nó cũng thế. Đó. Và cái con này này, nó không phải là dòng hàng Trung Quốc rồi các bác nhá. Nếu mà dòng Trung Quốc ấy, thì phần dưới này nó sẽ có chữ là Made in China. Đó, Made in China. Ở dưới này các bác nhá. Còn cái này là dòng Nhật bãi nên là cái tem này nó không có các bác nhá. Tem này là tem mã vạch của nó này. Đó, những cái thường thường mà ở bên nước ngoài nó sẽ có một cái ứng dụng. Các bác có thể quét cái mã vạch này ra là sẽ ra toàn bộ thông số của cái máy luôn. Đấy. Quá đẹp, quá vip luôn các bác nhá. Tem mác của nó này. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy.
Đó, máy móc cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng như là dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Tình trạng thì như thiếu thùng luôn các bác nhá. Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Ở cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.